nhé. Bây giờ phút chuyển qua tập Muay Thái, sắp tới các bạn sẽ coi phút đánh Muay Thái, thi đấu Muay Thái luôn. Mười, 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 mười
đạt chua. Nghe nó chát quá. Hôm qua sao anh Phúc không đi? Nào mà lên sàn á mà được Nguyễn Trần Duy Nhất đưa lên để thi đấu á, có một cái đối thủ mà đấu chung á, lúc đó mà thắng trận đó là bắt đầu kinh nghiệm. Xíu lên sàn đánh lộn nha.
được mang thử cái đó chính là cái băng cái dép chân băng quyển. Tập 4 tháng rồi đó mới được băng cái này á, chứ không phải đơn giản nha cả nhà. Phải là nói là muốn lên võ đài đánh hoặc là muốn đấu với võ với ai là đấu nha. Nào mà lên đấu cái này nữa. Là lúc đó thành pro luôn. Đi thi đấu giải châu Á hoặc là quốc tế. Xong cái đấu thắng hỏi tại sao anh có thể chiến thắng vậy thôi, tại vì tôi có thầy là Nguyễn Trần Duy Nhất. Ngày nào tôi cũng nói lộn quá. Duy Nhất dạy cho tôi cứ lên là đánh, lên là đánh thôi. Lên là đánh nè. Ủa đánh dễ hơn hay là hát dễ hơn anh? Nếu mà đối với anh á thì hát cũng dễ mà đánh cũng dễ. Không có nào khó chứ, quan trọng là mình có chịu đi tập hay không thôi. Còn mà khi đã chịu thì cỡ nào mình cũng chiến thắng mình nữa đó. Sao anh Nhất hát dở vậy? Đâu hay rồi. Đâu hay hồi xưa nhiều rồi đó. Trời ghê quá trời ơi. Hát cái gì đâu. Nhất nó là hay hồi xưa nhiều rồi đó. Đó. Hát gì? Tôi chịu mất. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ Mario với các bạn đập đá. Rồi mọi người ơi. Chơi mọi người ơi, trời ơi, nó rủ đồng minh lên chơi. Nghe, anh Phúc. Anh mấy đứa nhỏ nó nói hồi xưa giờ thấy anh trên TV luôn mà bây giờ được gia chạm rồi kìa. Một người sẽ Phúc, ai Bảo, thần tượng của em kìa. Trời ơi, nó que lắm. Nó que lắm. Anh Phúc đừng có nâng tay.
em Phúc đánh người ta xong nó nút mệt. Đánh người ta xong mà tự mệt. Người đỡ không mệt, người đánh mới mệt á. Here we go! Lúc này thở dễ hơn ha. Được không? Save me.
cho em xuất thanh động tác đó bà. Không, bây giờ em đang tăng kiểu đó. Yeah.